các cầu thủ của cả hai bên đều đang có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đến với trận đấu chính thức. Để cho quý vị và các bạn tiện được theo dõi với trận đấu này thì tôi xin gửi tới danh sách đăng ký của cả hai bên. Bên phía Hồ Chí Minh City Wing họ có Tân Hải Đăng, Nguyễn Thanh Tùng, Lâm Thế Kiệt, Huỳnh Đài An, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Lê Anh Trí, Huỳnh Trường Thành, Lâm Chính Thuận, Đinh Phan Hòa, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Minh Đức, Trần Minh Tiến, Đặng Hoàng Thiên Phúc, Nguyễn Tuấn Khang và cuối cùng Nguyễn Quốc Lĩnh. Còn đối với Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai, họ có Phan Lê Trung Nguyên, Dương Quốc Long, Phạm Hữu Tài, Trần Anh Khôi, Nguyễn Tiến Thành, Trương Văn Sơn, Huỳnh Tấn Tài, Phan Đắc Huỳnh Hiệp, Nguyễn Phát Lộc, Vũ Đức Duy An, Đỗ Hoàng Phúc, Mai Văn Trọng, Hồ Bảo Thiên Long, Nguyễn Hoàng Phúc và cuối cùng đó là Nguyễn Huỳnh Kim Sang. Nguyễn Huỳnh Kim Sang vừa trong vai trò là cầu thủ và cũng trong vai trò của một người trợ lý. Đội bóng Hoàng Long Petro Đồng Nai có chiều cao trung bình là 1m75, thua kém rất nhiều so với chiều cao trung bình bên phía Hồ Chí Minh City Wings, đó là 1m82. Độ tuổi trung bình của Hồ Chí Minh City Wings là 21 và của Hoàng Long Petro Đồng Nai đó là độ tuổi 20. Dường như ở trên sân các đội bóng đều đã sẵn sàng. Tuy nhiên một chút vấn đề từ phía bàn trọng tài nên trận đấu đã chưa thể được diễn ra. Người đang có những tình huống khởi động ném 3 điểm đó là Nguyễn Tuấn Khang, hay còn được biết đến với cái tên Kyle Nguyễn. Đây là một trung phong cực kỳ nổi bật của bóng rổ trẻ Việt Nam. Còn đây là dàn starting lineup của Hồ Chí Minh City Wings. Họ có Nguyễn Tuấn Khang, Nguyễn Văn Thành, Tân Hải Đăng, Huỳnh Đài An và cuối cùng Nguyễn Thanh Tùng. Hoàng Long Petro Đồng Nai có ra starting lineup đó là Phan Lê Trung Nguyên, Dương Quốc Long, Phạm Hữu Tài, Trần Anh Khôi và Nguyễn Tiến Thành. Đội bóng Đồng Nai có một số cầu thủ đang sinh sống học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên họ cũng đã được cọ sát với bóng rổ tại Sài Gòn. Chính vì thế nhiều khả năng ngày hôm nay đó lại là một lợi thế dành cho Hoàng Long Petro Đồng Nai. Bên phía đội bóng đến từ tỉnh Đồng Nai thì cầu thủ có chiều cao tốt nhất đó là số 12 Mai Văn Trọng. Cùng với đó là Huỳnh Tấn Tài, cầu thủ mang áo số 7. Cả hai cầu thủ này đều, xin lỗi các bạn, đó là cầu thủ Phan Đắc Huỳnh Hiệp
cả hai cầu thủ Phan Đắc Huỳnh Hiệp và Mai Văn Trọng đều sở hữu chiều cao là 1m85. Trong khi đó bên phía Hồ Chí Minh City Wings, Nguyễn Tuấn Khang chính là cầu thủ có chiều cao tốt nhất của đội bóng này với chiều cao lên đến 1m90. Người đánh cùng vị trí trung phong với Tuấn Khang đó là Trần Minh Tiến. Cùng với đó là Huỳnh Đài An. Đây là hai cầu thủ có chiều cao 1m86. Đội bóng vẫn đang đợi những sự điều chỉnh của trọng tài. Thank you.
À, như vậy là trận đấu sẽ bắt đầu sau ít phút nữa thôi. Quý vị và các bạn đừng rời đi đâu cả. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với một trận đấu hấp dẫn tại giải vô địch bóng rổ U23 quốc gia năm 2023. Trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Vậy là cuối cùng thì trận đấu cũng đã được diễn ra. Bóng thuộc về các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Chưa có điểm trong cú tấn công đầu tiên, nhưng không sao cả. Khai Hồ Nguyễn đã có mặt ở đó và hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Một tình huống floater thành công tới từ cầu thủ mang áo số 7 bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Đó là Huỳnh Tấn Tài, cầu thủ có chiều cao khiêm tốn bên phía các cầu thủ Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Bóng thuộc về đội bóng áo đen. Sau tình huống tấn công rổ vừa rồi của Khai Hồng Nguyễn, cầu thủ
số 16 của Hồ Chí Minh City Wing, Phạm Hồng Duy Anh. Và người đồng hành cùng với quý vị và bạn trong ngày hôm nay đó là tôi, bình luận viên Thái Sơn. Và tôi hy vọng rằng những phần bình luận của mình sẽ đem tới cho tất cả quý vị, những khán giả thân yêu của FPT Play, những giây phút thật sự sảng khoái và thật sự hòa mình được vào trận đấu. Cú ném bóng chưa tính 3 điểm, phản công dành cho Hồ Chí Minh City Wing bị block rồi. Nhưng ngay lập tức trái bóng đã bị cướp lại. Và ra tay của số 24. Số 15. Điểm số dành cho Hồ Chí Minh City Wing. Điểm số bây giờ là 8-5. Chắn là mũi nhọn tấn công chủ lực của các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wing. Theo như những thông tin mà tôi vừa được nhận thì số 14 bên phía Hồ Chí Minh City Wing còn có biệt danh là Messi. Hải Đăng còn biệt danh là Messi. Và bây giờ chúng ta đến với phần hội ý của Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Và chạm rất mạnh
Và bây giờ thì các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings tiếp tục có quyền kiểm soát trái bóng này. Một tình huống độn người của cầu thủ bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Khang tiếp tục có một tình huống cắt còi của trọng tài, nhưng lần này không phải là lỗi của các cầu thủ Đồng Nai mà đó là pha phạm luật chạy bước của cầu thủ áo số 2 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Trội về mặt thể hình. Tuấn Khang ném một ly 3 điểm và đã có 3 điểm tính dành cho Tuấn Khang. Công nào cả của cầu thủ Đồng Nai. Tính bất ngờ của pha bóng vừa rồi đã biến mất. Đường chuyền đẹp của Hải Đăng. Người vừa cụ thể hóa đường chuyền đó thành những tình huống ghi điểm. Đó là cầu thủ Huỳnh Đại An. Thoát áp lực vừa rồi và một pha bóng tốt, ném một ly trung bình bóng dội rổ, phản công, điểm số thứ 22 dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Người đã ghi điểm đó là Nguyễn Thanh Tùng. Đã được rút ra ngoài. Và có đường bóng đi rất đẹp. Còn đáng tiếc là đã không thể đi vào rổ. Tuấn Hải Đăng quá dẻo. Bóng tiếp tục thuộc về Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai, nhưng vừa rồi thì chúng ta cũng phải dành sự ngợi khen cho cầu thủ mang áo số 32 Nguyễn Đăng Khoa. Chạy bước rồi. Bóng
Thanh Tùng. Phá ra tay của Hải Đăng. Vừa rồi đó là một phá ra tay không được như ý muốn. Trái bóng đã đi e bồn. Bóng lập bập. Xíu chút nữa là có điểm dành cho các cầu thủ Đồng Nai. Tân Hải Đăng. Chưa có đường chuyền. Lâm Thế Kiệt vừa là cầu thủ ra tay trong tình huống ném 3 điểm của các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wing. Chiến thắng trong tình huống tranh chấp. Ở bên trong là Tân Hải Đăng. Vừa rồi thì cầu thủ mà số 16 Thanh Tùng đã quyết định một mình dứt điểm. Phan Đắc Huỳnh Hiệp. Xoay trở tốt đến từ Phan Đắc Huỳnh Hiệp và một đường chuyền hay. Rất đáng tiếc cho Huỳnh Hiệp là người đồng đội của anh lại không hiểu ý và làm chậm đi nhịp tấn công của cả đội. Tân Hải Đăng. Liên tục là những tình huống tỏa sáng của Thanh Tùng. Và hiệp thi đấu đầu tiên của chúng ta chỉ còn được tính bằng giây mà thôi. Tiếp tục là tình huống tham mau đến từ Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Lâm Thế Kiệt. Thanh Tùng. Đột phá tay trái. Trận này đang phải nói là cực kỳ khôn ngoan trong tình huống đẩy bóng vừa rồi dành cho Thanh Tùng. Như vậy là đã có một cách biệt là rất lớn, 26-7. Hy vọng rằng trong hiệp đấu thứ hai sắp tới đây thì các cầu thủ bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai sẽ có thể lấy lại được nhịp độ thi đấu của mình. Rồi là tình huống ném một cú trung bình của Phan Đắc Huỳnh Hiệp, một cú ném ở góc khó nhưng Huỳnh Hiệp vẫn đã cụ thể hóa nó được thành những điểm số. Rồi là tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên đã vang lên. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì Hồ Chí Minh City Wings đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 26-9.
trước Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Backcourt violation và bây giờ bóng sẽ một lần nữa quay trở lại với các cầu thủ áo trắng bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Một tình huống dẫn bóng rất hớ hình của cầu thủ áo số 16 Trương Văn Sơn bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Thanh Tùng, Lâm Thế Kiệt. Sẽ không có điểm số được tính trong tình huống vừa rồi. Bóng trả ra cho Thanh Tùng. Chưa có tình huống ném. Tân Hải Đăng 24 giây không tấn công rổ và bây giờ thì bóng sẽ quay trở lại với Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Hải Đăng phản công Thanh Tùng. Cầu thủ bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai có một thể hình tương đối mỏng cơm, nên chính vì thế mỗi khi họ phải đương đầu với những tình huống sức mạnh như thế này của Hồ Chí Minh City Wings thì rất nhiều khả năng các cầu thủ cầm bóng sẽ đánh mất bóng. Nhanh. Lần này đã có N1 dành cho cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Nhiều khả năng sau tình huống ném phạt này thì điểm số sẽ trở thành 29-9. Như vậy là đã không có sự xuất hiện nào, sự thay đổi nào trên bảng điện tử cả. Thanh Tùng
Tân Hải Đăng. Không phải người vào là Lâm Thế Kiệt. Trái ném bóng đầu tiên, bóng chỉ dội vành rổ. Một tình huống cầu lỗi thành công của cầu thủ áo số 7 bên phía Đồng Nai. Tân Hải Đăng. Duy Nguyên. Phải nỗ lực để cắt bóng của đối phương đến từ vị trí của Khai Hoàng Nguyễn. Nguyễn Tuấn Khang. Cú floater tốt tới từ cầu thủ số 34 bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Đó là cú ra tay của Trần Anh Khôi. Tân Hải Đăng được yểm trợ. Như vậy là đã bị cướp bóng bởi Duy Nguyên. Các cầu thủ bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai có liên tiếp hai tình huống floater và đó đều là những pha floater tốt. Duy Nguyên bị cắt bóng. Phản công nhanh, Tân Hải Đăng. Trần Anh Khôi. Quá hơ hình. Thank you.
Tiếp tục là một tình huống phạm luật chạy bước nữa. Người phạm luật trong tình huống này đó là đội trưởng Phan Lê Trung Nguyên. Lê Trung Nguyên. Rõ ràng là các cầu thủ bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai họ có khả năng để tạo nên những sự bất ngờ. Có thể ngày hôm nay Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai thua thiệt về mặt số lượng các cầu thủ đủ chất lượng. Tuy nhiên, với những cái tên ở trên sân như Pha Lê Trung Nguyên hay là cầu thủ mặc áo số 20 Phan Đắc Quỳnh Hiệp thì đội bóng này cũng có thể tạo nên những tình huống two man game đủ sức nặng để gây ấn tượng với Hồ Chí Minh City Wing. Nhưng vừa rồi backcourt violation lần thứ 3 trong trận đấu. Có đến 3 lần các cầu thủ của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hoàng Phúc đánh mất bóng những tình huống turnover như vậy. Tốc độ rất cao của đội trưởng Phan Lê Trung Nguyên. Thanh Tùng, Tân Hải Đăng. Đường chuyền gọn gàng của Tân Hải Đăng nhưng bóng không đến được với tay của Tuấn Khang. Mãi mất đến 2 nhịp thì nó mới đến được vị trí của trung phong số 1. Ở trên sân thì đang có một cầu thủ gặp chấn thương. Tình huống lật cổ chân của cầu thủ bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Trận đấu đang phải tạm dừng bởi tình huống cầu thủ gặp chấn thương như vậy. Bây giờ là giây phút time out dành cho Hồ Chí Minh City Wings.
Phan Lê Trung Nguyên. Sẽ là hai tình huống ném phạt dành cho Phan Lê Trung Nguyên bởi các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Họ đã phạm 5 lỗi đồng đội. Chuyền quá cao. Thanh Tùng step back, 3 điểm được tính dành cho cầu thủ áo số 2. Người vừa có tình huống ném 3 thành công đó là Văn Thành. Vừa rồi là pha nỗ lực rebound của Tấn Khang. Tuy nhiên thì cầu thủ áo số 1 của Hồ Chí Minh City Wings đã không thể chiếm được vị trí thực sự tốt. Đang gọi bài yểm trợ. Tuy nhiên tình huống yểm trợ của các cầu thủ bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai lại không được thực hiện. Phan Lê Trung Nguyên. Lâm Thế Kiệt mặc dù lập bập trong tình huống xử lý bóng nhưng Lâm Thế Kiệt cuối cùng cũng đã đưa được trái bóng vào rổ.
bóng đi airball. Phần xử lý này của Lâm Thế Kiệt lại không thực sự tốt. Tuy mất đi một tình huống ném rổ airball nhưng bù lại Lâm Thế Kiệt lại bắt rất sát người và tạo nên những áp lực không hề nhỏ và dẫn đến tình huống cướp bóng như thế này chẳng hạn. Một trận đấu mà xem ra có khả năng blow out rất cao. Khoảng cách bây giờ là 20 điểm rồi. Thùy Vân phải cho trận đấu tạm dừng để có thể xử lý được vết nước ở trên sân bóng. Tuấn Khang, Đại An. Liên tiếp là những tình huống tranh chấp tốt của Khải Hoàng Nguyễn nhưng bây giờ bóng quay trở lại với các cầu thủ Đồng Nai. Bóng tiếp tục thuộc về Lâm Thế Kiệt và các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Thanh Tùng. Tuấn Khang. Thế Kiệt. Cuối cùng thì Thế Kiệt cũng có cú 3 điểm cho riêng mình. Các cầu thủ bên phía... Như vậy ở trên sân vừa có một pha buzzer beater. Chúng ta đã bị bỏ lỡ một tình huống quá đẹp của Kyle Nguyễn, Nguyễn Tuấn Khang. Hãy cùng xem lại tình huống này của Kyle Nguyễn. Bóng đi vào rổ trong sự ngỡ ngàng của tất cả những khán giả có mặt ở trên sân. Wow, một đường bóng quá đẹp. Tạm thời kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, tỷ số đang là 47-21, khoảng cách là 26 điểm và Hồ Chí Minh City Wings họ đang thể hiện được sức mạnh của một ứng cử viên vô địch.
The NBA is B-A-C-K. We don't have too much time for a history lesson, but just know we've been doing this for a while. And this is season... Try 77. We hunger for another shot. Yes, we do. NBA 3 mùa giải có trên FPT Play. Hơn 200 trận đấu một mùa, bắt đầu từ 1 tháng 11, trực tiếp trên các nền tảng FPT Play. FPT Smart Home. OK Google. Ánh sáng ngôi nhà hòa theo ngữ cảnh. Điều khiển thiết bị trong nhà chỉ bằng câu lệnh. Giải trí không giới hạn bằng giọng nói tiếng Việt. An tâm mọi lúc mọi nơi. FPT Smart Home, nâng tầm phong cách sống.
Như vậy là những giây phút nghỉ ngơi đã khép lại và các cầu thủ của chúng ta đã quay trở lại sân. Tân Hải Đăng, Khánh Khang vừa rồi đã có một tình huống post up cực kỳ chuẩn bài. Bóng đẩy ra. Tân Hải Đăng. Ba điểm thành công dành cho cầu thủ của Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Người đã có cú ra tay đó là cầu thủ áo số 7. Hữu Tài vừa chuyền bóng cho cầu thủ áo số 3 Dương Quốc Long. Đây là hai cầu thủ có chiều cao rất khiêm tốn ở trên sân. Hữu Tài và Dương Quốc Long chỉ cao 1m65 mà thôi. Sự khác biệt về mặt thể hình chính là điều dễ dàng nhận thấy khi cầu thủ cao nhất bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai cao 1m86, trong khi đó Tuấn Khang, cầu thủ cao nhất của City Wings, 1m90. Và chiều cao trung bình của City Wings cũng là 1m82, lớn hơn rất nhiều so với chiều cao 1m75. Một pha phạm lỗi nguy hiểm. Người bị phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 4 Đinh Phan Hoàng. Ba mươi một điểm cách biệt, một con số quá lớn. Trung Nguyên. Số 4 bên phía Hồ Chí Minh City Wing đã là người phạm lỗi. Phan Lê Trung Nguyên, người đội trưởng cần mẫn của Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Anh vẫn đang rất cố gắng để đánh ở bên trong. Chưa có thêm điểm số dành cho Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Và với cá nhân của Phan Lê Trung Nguyên thì ngày hôm nay là một ngày thi đấu có thể được coi là tạm chấp nhận được của cầu thủ này. Đội trưởng của Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai vẫn rất xông xáo và nhiệt huyết trong những tình huống tấn công rổ. Tuy nhiên sự khác biệt như tôi đã nói, đó là sự khác biệt mặt thể hình đã khiến cho các cầu thủ Đồng Nai bị hạn chế đi rất nhiều. Vừa rồi là tình huống chuyền lỗi của Đinh Phan Hoàng, cầu thủ áo số 4 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đinh Phan Hoàng. Phan Lê Trung Nguyên tiếp tục là tình huống ném 3 điểm của Phan Lê Trung Nguyên. Chạy bước rồi. Tình huống phạm luật chạy bước của cầu thủ mang áo số 15
bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Huỳnh Đài An. Đài An có chiều cao là 1m86. Nhưng với cơ thể dày của mình thì Đài An là một chiến binh thực thụ ở trên phần sân hình thang, phần in the paint của cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Anh hoàn toàn đè được trung phong bằng áo số 34 Trần Anh Khôi của đối phương. Thêm vào đó còn là sức nặng đến từ những cú ném 3 điểm như thế này. Chẳng hạn đội trưởng Tân Hải Đăng đã lên tiếng. Tân Hải Đăng từ đầu trận tới giờ chỉ chơi chuyền bóng, nhưng bây giờ thì chính anh đã chủ động hơn trong tình huống dứt điểm của mình. Vừa rồi là pha cắt bóng của Tân Hải Đăng. Tân Hải Đăng cũng rất đồng đội, anh đã lùi mình về sau để có thể có một tình huống yểm trợ cho đồng đội dứt điểm. Trần Anh Khôi không rebound được trái bóng. Tiếp tục là đường truyền tới từ Tân Hải Đăng. Và cả trong khi mà tôi còn đang mải mê định nói về số 15 của Hồ Chí Minh City Wings thì rất nhanh các cầu thủ đội bóng áo trắng đã cướp lại trái bóng từ tay của Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai để có thể thiết lập được một tình huống tấn công mới. Như đã nói ngay từ đầu, Hồ Chí Minh City Wings mùa giải năm nay họ được coi là ứng cử viên vô địch. Những cầu thủ đã từng ăn tập tại môi trường VBA và các cầu thủ đang thuộc biên chế của đội trẻ đều đã có những kinh nghiệm thi đấu quốc gia. Đối trọng lớn nhất trong mùa giải năm nay có lẽ là các chàng trai tới từ đội bóng thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên nói vậy thì cũng không thể nào bỏ qua sự nguy hiểm của Đà Nẵng với một dàn đội hình được bốc nguyên từ giải đấu U18 vô địch quốc gia năm 2022. Block rất đẹp của Phan Hoàng. Tình huống mà cầu thủ mà số 44 bên phía Hồ Chí Minh City Wings, đó là Nguyễn Quốc Linh, đã không thể nào khống chế được pha bóng bật ra. Đấy, một ly trung bình tốt. Số 21 Văn Trọng, Mai Văn Trọng của Đồng Nai đã giúp cho đội bóng này có thêm những điểm số quý giá. Mỗi một giây phút có mặt ở trên sân là những bài học lớn, những kinh nghiệm lớn dành cho các cầu thủ bên phía Đồng Nai.
Phan Hoàng. Phan Hoàng. Bây giờ là Thanh Tùng. Tiếp tục là Phan Hoàng. Quốc Lĩnh. Quốc Lĩnh mặc dù khá mỏng cơm nhưng anh vẫn lao vào bên trong và đọ sức với những cầu thủ bên phía đối phương. Quốc Lĩnh. Những động tác hay gì của cầu thủ áo số 5 bên phía phòng bảo long Petro Đồng Nai là cực kỳ lộ. Quốc Lĩnh. Tuấn Khang. Tuấn Khang rõ ràng là một trung phong có khả năng ném tốt nhất mà Hồ Chí Minh City Wings đang có. Bên ngoài thì tiếng hô bốc sao của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh vang lên rất rõ ràng. Tuy nhiên ở bên trong sân thì vừa rồi cả cầu thủ áo số 32 Nguyễn Đăng Khoa cùng với Tuấn Khang lại đã không hiểu ý nhau, cả hai cùng bật lên và không hề có một cầu thủ nào đưa ra tư thế bốc sao. Thanh Tùng. Tiếp tục là Thanh Tùng. 3 điểm dành cho Thanh Tùng. Có lẽ là bây giờ các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings họ sẽ hướng tới một mục tiêu khác trong trận đấu ngày hôm nay, đó là việc đưa được điểm số lên con số 100. Bây giờ đã là 71 rồi và họ còn nguyên cả một hiệp thi đấu thứ tư ở phía trước để có thể cụ thể hóa được mong muốn đó. Thanh Tùng. Pha tiếp đất của Thanh Tùng khá nguy hiểm. Bây giờ là phản công dành cho các cầu thủ Đồng Nai. 3 lần trong ngày hôm nay thì cầu thủ áo số 20 Phan Đắc Huỳnh Hiệp ném chạm vào cuống sau của rổ. Huỳnh Đài An. Lâm Thế Kiệt trả ra
Vừa vào sân thì ngay lập tức số 12 Lâm Chính Thuận, cũng là người em trai của Lâm Thế Kiệt, đã có điểm. Phan Lê Trung Nguyên chắc hẳn sẽ được rất nhiều những đội bóng khác để ý tới sau trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai không phải là một đội bóng xuất sắc, nhưng Phan Lê Trung Nguyên và Phan Đắc Huỳnh Hiệp vẫn sẽ là một bộ đôi được nhiều người để mắt tới. Camera vừa cho chúng ta thấy gương mặt điển trai, cận cảnh gương mặt điển trai của Lâm Thế Kiệt. Một người mà theo tôi, nếu như không theo nghiệp bóng rổ thì anh hoàn toàn có thể đi làm người mẫu hoặc diễn viên. Lâm Thế Kiệt, xin lỗi bạn, đây là Lâm Chính Thuần. Chính xác hơn nữa là Lâm Chính Thuận. Phan Lê Trung Nguyên, bóng chạm chân của cầu thủ mang áo số 32 Nguyễn Đăng Khoa, và sẽ thuộc về Phan Lê Trung Nguyên. Phan Đắc Huỳnh Hiệp, 7 giây cuối cùng và bóng đã đi vào rổ. Lâm Chính Thuận chắc chắn là sẽ không có tình huống buzzer beater giống như tình huống ném trước đó của Nguyễn Tuấn Khang. Và hiệp thi đấu thứ 3 đã khép lại. Tỷ số của hiệp thi đấu thứ 3 đang là 74-37. Và chúng ta còn một hiệp 4 trước mắt để xem rằng các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings họ có đưa được con số này lên con số 100 hay không. Như vậy vừa rồi là có một tình huống cản người của Lâm Chính Thuận. Bóng thuộc về Phan Lê Trung Nguyên. Phan Đắc Huỳnh Hiệp. Phan Đắc Huỳnh Hiệp thi đấu làm chúng ta liên tưởng tới hình ảnh của một cầu thủ tại NBA. Đó là Nikola Jokic. Cũng tạo người cao to, nhưng có lối chơi rất mềm mại. Tuấn Khang, vừa rồi thì nhìn thấy rổ đã bị vướng, thế nên cầu thủ mà số 32 Đăng Khoa của Hồ Chí Minh City Wings đã giúp cho ban tổ chức sửa lại rổ bằng một cú ném cực kỳ gọn gàng. Phan Lê Trung Nguyên spin move, có lỗi cản người, một tình huống cản người, và cầu thủ đã bị phạm lỗi là cầu thủ áo số 16 Trương Văn Sơn. Lâm Thế Kiệt. Đây là có bóng là Minh Đức.
Đường chuyền hay nhưng 3 giây mất rồi. Đáng ra thì Lâm Thế Kiệt nên tấn công rổ luôn. Một pha no look pass của các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings, mà cụ thể ở đây đó là đường chuyền của Trương Minh Đức đã loại bỏ hoàn toàn được những trung phong theo kèm đối với Lâm Thế Kiệt. Minh Đức. Tiếng hô motion của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh phải nói là rất rõ ràng. Ở bên ngoài khu vực chỉ đạo thì chúng ta hầu như không nghe thấy tiếng chỉ đạo của huấn luyện viên bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai, mà chỉ toàn nghe thấy tiếng của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh mà thôi. Và vừa rồi thì chính sự chỉ đạo ấy đã giúp cho Lâm Thế Kiệt có một quyết định ra tay ở cự ly 3 điểm thành công. Tuấn Khang, Thế Kiệt, Tuấn Khang tiếp tục ở cự ly 3 điểm. Lần này là đường bóng không thành công. Nhưng Thế Kiệt ở bên trong một rebound. Những tình huống đây rồi. Có lẽ là các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings rất tin tưởng vào tay ném của Nguyễn Đăng Khoa. Một tình huống xử lý bóng nhanh của Nguyễn Đăng Khoa sau khi rebound được trái bóng. Thế Kiệt. Tuấn Khang. Đăng Khoa chủ động floater. Tình huống đầu tiên không đi vào rổ nhưng không sao. Nguyễn Tuấn Khang đã ở đó để sửa sai cho người đồng đội. Trương Minh Đức. Một pha block tốt của Tuấn Khang. Đúng thật là với tinh thần not in my house thì Tuấn Khang đã hoàn toàn biến tình huống lên rổ của đối phương trở thành trò hề. Ngay sau tình huống đó thì Tuấn Khang đã được rút ra ngoài. Và Lê Trung Nguyên. Lâm Thế Kiệt. Tiếp tục là những điểm số dành cho Lâm Thế Kiệt. Chỉ còn 12 điểm nữa thì các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings sẽ hoàn tất được mục tiêu 100 điểm. Có một tình huống chạy bước rồi. Tốt của Trần Anh Khôi. Những phản công rất nhanh tới từ Quốc Lĩnh. Cứ mỗi khi mà Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai ghi được thêm những điểm số ít ỏi của mình thì ngay lập tức họ sẽ ăn hồi mã thương. Pha Lê Trung Nguyên vừa bị phạm lỗi. Một cú try tay trái thẳng lên rổ mà anh đã bị Quốc Lĩnh chặn lại.
trên màn ảnh đang là ông Nguyễn Hoàng Phúc. Quốc Linh, Trương Minh Đức. Số dành cho cá nhân của Tân Hải Đăng. Sẽ có hai tình huống ném phạt dành cho Phan Lê Trung Nguyên bởi các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Họ đã phạm 5 lỗi đồng đội. Điểm số thứ 44 dành cho các cầu thủ Đông Nai. Và liệu rằng nó có trở thành điểm số thứ 45 hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Quốc Linh, Tân Hải Đăng. Ý đồ của Tân Hải Đăng đã bị đọc vị. Trương Minh Đức. Trái bóng đã được đường thoát đi. Quốc Linh. Ở trên sân thì Trần Minh Tiến cũng đã được tung vào. Trần Minh Tiến là một cầu thủ có chiều cao 1m86. Tiền của Phan Lê Trung Nguyên đã không thành công. Tiếp tục làm pha áp rổ tốt của Quốc Linh. Phan Đắc Hoàng Hiệp. Tấn Hải Đăng. Quốc Linh. Khả năng rất cao để tỷ số sẽ được đưa lên con số 100. Reverse tốt của cầu thủ bên phía Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Vẫn chưa có thêm điểm. Phan Đắc Hoàng Hiệp. Trương Minh Đức. Lâm Chính Thuận. Cũng chưa hiểu được động tác giả của Lâm Chính Thuận vừa rồi có tác dụng là như thế nào. Tuy nhiên thì tình huống dứt điểm trượt của cầu thủ này đã tạo nên cơ hội cho Trương Minh Đức đem về thêm 2 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Phan Đắc Huy Hoàng. Lộc đẹp. Quốc Linh. Lâm Chính Thuận. Một mình một rổ mà Lâm Chính Thuận còn lộn lên rổ ra ngoài. Các cầu thủ khác đều đang dồn bóng cho Lâm Chính Thuận rất nhiều. Trương Minh Đức. Một đường chuyền quá khéo của Trương Minh Đức. Ai cũng nghĩ anh sẽ lên rổ, nhưng không. Lâm Chính Thuận.
đi một đôi MB rất sáng, nổi bật nhất ở trên sân. 98 điểm rồi, còn 2 điểm nữa sẽ cán cột mốc con số 100. Tỷ số bây giờ đang là 98-51 và hiệp thi đấu thứ tư còn 2 phút nữa. Đây là giai đoạn crunch time của trận đấu, nhưng có lẽ là giai đoạn crunch time này cũng không quá đến nỗi là căng thẳng. Lâm Chính Thuận chạy bước. Khả năng cao là Lâm Chính Thuận sẽ được rút ra ngoài. Chúng ta sẽ chờ quyết định của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing là như thế nào sau tình huống hội ý này. Vừa rồi thì theo như khẩu hình miệng của trọng tài Tuấn Tú thì đó chính xác là một pha bắt lỗi chạy bước đối với Lâm Chính Thuận. Lâm Thế Kiệt, Tuấn Khang. Điểm số thứ 100. Ngày hôm nay Tuấn Khang là nhân chứng cho những cột mốc rất đáng nhớ. Pha buzzer beater đầu tiên của giải đấu và điểm số thứ 100 đầu tiên của giải đấu. Pha va chạm của Thế Kiệt cùng với Phan Lê Trung Nguyên. Ngay sau đó thì tiếp tục có một tình huống kiểm soát bóng. Đinh Phan Hoàng đã bị phạm lỗi bởi đối phương. Tuấn Khang đang xin bóng nhưng đây là đường chuyền cho Thế Kiệt. Lâm Chính Thuận. Cuối cùng thì Lâm Chính Thuận cũng đã có 3 điểm dành cho anh. Lên rổ một mình không vào, nhưng phải ném 3 điểm cơ thì mới chịu. Đó chính là Lâm Chính Thuận đến từ Hồ Chí Minh City Wing. Quyết định chạy bài cho dù trận đấu chỉ còn 40 giây và cách biệt thì đã rất lớn. Điểm số thứ 106 dành cho Hồ Chí Minh City Wing rồi. Phan Lê Trung Nguyên, Tuấn Khang, Lâm Thế Kiệt. Lâm Thế Kiệt đã bị block bởi Phan Đắc Huỳnh Hiệp, cầu thủ có lối chơi rất thành tạo của các cầu thủ Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai. Lâm Chính Thuận đã bị phạm lỗi.
Cú ném của Lâm Chính Thuận cũng là sửa lưới sửa rổ, nhưng là một cú ném trượt, bóng đã không đi vào rổ. Và mãi tới tình huống thứ hai thì cũng vậy, bóng tráng vành và đi ra ngoài, và có vẻ như cầu thủ của cả hai bên đều đã muốn dừng trận đấu lại. Như vậy kết quả cuối cùng của trận đấu này là 106-51, chiến thắng nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Và bây giờ thì tiếng còi kết thúc trận đấu này cũng đã vang lên. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với bình luận viên Thái Sơn trong trận đấu giữa Hoàng Bảo Long Petro Đồng Nai và Hồ Chí Minh City Wings. Và tôi xin được nhắc lại, tỷ số là 106-51, chiến thắng thuộc về các chàng trai tới từ Hồ Chí Minh City Wings. Và đừng rời đi đâu cả, ngay sau đây là những trận đấu. The NBA is BACK. We don't have too much time for a history lesson, but just know we've been doing this for a while. And this is season... Try 77. We hunger for another shot. Yes, we do. NBA 3 mùa giải có trên FPT Play. Hơn 200 trận đấu một mùa, bắt đầu từ 1 tháng 11, trực tiếp trên các nền tảng FPT Play.